Rồi, xin chào tất cả anh chị em. Cái clip này tôi xin giới thiệu với mọi người một chiếc âm ly của Yamaha. Đây là một chiếc âm ly khá là lớn và có khá nhiều chức năng để chúng ta chơi. Ok anh chị em, nó đây. Một âm ly rất là to. Rất to. Đây là logo Yamaha của nó. Âm ly này thì nó 50W. Rất là lớn. Rồi, giờ chúng ta cùng xem các chức năng của nó. Đây. Đây là nút power on. Đây là các nguồn điện nó thôi. AC, DC, ví dụ như vậy. Đây là cái đèn power của nó, khi bật lên nó sẽ sáng. Rồi, cái âm ly này có hai đường kết nối. Đó, nó là đường 2 và đường 5, có hai input, ta có thể chơi hai guitar. Rồi, bên này, volume, bass, chép. Đây là cái distortion. Distortion nếu mà ta mà... Đó, chúng ta nghe tiếng tạch tạch không? Ok, nếu mà ta tắt nó đi thì cái chế độ của cái đàn này là chơi chế độ clean. Đó, khi mà ta bật nó lên. Ok, đây là distortion. Khi mà ta vặn cái distortion này này, ta vặn để nhẹ nhẹ thì nó sẽ là override, khi mà ta vặn lớn lên thì nó sẽ là distortion, nghĩa là nó rè rè. Ok anh chị em, rất là dễ đúng không? Ok, không xài tắt đi. Còn bên này là chế độ reverb effect. Cái reverb Yamaha rất hay nhá. Nó ấm lắm, nó vang, nó ấm và nó sâu tiếng lắm. Nó không có bị toe nốt hay là nhòe nốt, nó rất là gọn gàng, nó tuy là nó ngân, nó vang rất là mạnh và sâu nhưng mà nó rất là gọn, nó rất là nịnh tai. Ok anh chị em, một cái âm ly rất là to, khá là to. Khá là to. Nó cũng nặng lắm nhá. Mọi người mà bê là cũng mỏi tay luôn á. Đây, giờ tôi quay lại. Nó cũng không quá dày, nó rất là hài hòa. Đây là chế độ nhìn nghiêng của nó. Rất là đẹp. Đó, logo Yamaha, mọi thứ. Rồi, giờ tôi quay lại đằng sau cho mọi người coi. Đây, đằng sau của nó cơ bản thì nó cũng rất là đẹp. Đó. Anh chị em có thể chiêm ngưỡng đằng sau của nó. Ok, rồi ta đi xem đằng sau của nó này. Đây là cái mark của nó, Yamaha Amplifier. Model của nó là ITA 15. Ok, số series của nó này, 10772 gì đó. Cái này điện 100V hoặc 110V, tại vì nó hàng nội địa Nhật. Rất là xịn. 50W. 50W và nó được sản xuất tại Nhật Bản. Đó. Ok, nó có hai nguồn điện đây này, cái này là foot switch, thế là cắm cái dẫm ấy, cái đạp bàn đạp ở đây. Đó, foot này. Rồi hai nguồn điện của nó, AC 100 và AC 220. Đó. Ok, cái này thì tôi đang cắm điện 110. Đúng nguyên bản nội địa Nhật, thế là tôi chơi thôi. Rồi, mọi người có thể còn cái cọng này là cái để khi mà ta chơi xong cái dây thì ta buộc gọn, ta quấn vào đây, ta kẹp lại. Đó, nó mở ra mở vào, rất là tiện. Nói chung đây là một con âm ly rất là hay. Nó quan trọng là nó cũng to nữa, nó to. Rồi, giới thiệu vậy cũng đủ rồi. Giờ tôi sẽ đi đánh vài nốt cho anh chị em nghe thử. Đó, để xem cái chất lượng của âm ly này như thế nào. Rồi, giờ tôi bật lên này. Ok, đèn đã lên. Tôi bật volume, bass, chép mọi thứ lên chút. Âm ly này thì nó 50W nên rất là lớn anh chị em. Mình đánh mà ở trong nhà mình mà chơi thì thôi nó âm nhà một kiểu luôn. Ok, mọi người có thể thấy là tiếng của nó rất là sạch. Tiếng của nó cực kỳ sạch. Đó. Cái âm ly này thì nó không có một chút noise nào luôn. Nếu mà chơi chế độ clean này nó không có chút noise nào luôn. Đó, mọi người có thể thấy cái tiếng bass của nó rất là ấm. Nó tròn tiếng và nó không có bị toe. Nó không có bị toe cái nốt bass. Nhiều cái âm ly thì cái âm bass của nó thì không có được rộng á. Cái tần số nó không được rộng, cho nên khi mà mình đánh nó mạnh quá nó hay bị toe cái nốt bass ra. Còn cái Yamaha này nó cực kỳ ấm và tròn tiếng. Bây giờ mọi người nghe qua mấy nốt tôi đánh rồi đúng không? Bây giờ tôi tăng reverb lên chút này. Đó, thì mọi người nghe cái độ vang của nó rất là hay.
lên chút này. Mọi nghe thấy nó vang chưa? Tôi tăng thêm chút nữa này. Ok, cái vang của nó rất là sâu và rất là ngọt đúng không anh chị em? Ok anh chị em, mọi người nghe cái reverb của nó nghe rất là ấm đúng không? Và vang và ngọt, tôi vặn hết cỡ luôn này. Mọi người nghe nhé. Nó rất là vang đúng không? Của nó rất là nịnh tai. Giờ tôi tắt đi này, khô cứng này. Ok, nó khô cứng. Rồi, chúng ta so sánh tiếp, tôi vặn hết cỡ lên. Ok, nó rất là rõ ràng. Cái reverb của Yamaha thì luôn hay. Yamaha thì nó luôn là nịnh tiếng. Thì nó âm thanh của nó rất là nịnh tiếng. À, như kiểu là chép hay bass của nó thì luôn sáng và ấm. Nghe nó sướng tai lắm. Còn những cái effect của nó mà những cái đàn mà có effect như là reverb hay là tremolo hay là chorus chẳng hạn thì nó hay lắm, tiếng nó rất là hài hòa. Như thằng này reverb của nó nghe rất là sâu, nó không có bị nhòe tiếng, nó không có bị ong ỏng mà tiếng của nó rất là ngọt. Đó là cái thế mạnh của Kami Yamaha. Đó. Ok, bây giờ tôi sẽ bật distortion lên đánh thử cho anh em nghe vài nốt xem. Distortion của cái dòng Yamaha, không riêng dòng này mà các dòng khác của nó rất là nhẹ nhàng và đơn giản, nó không có gì là ẩm mỹ. Okay, chúng ta mà để khoảng chế độ 12 giờ ấy, thì cái distortion của nó hơi nhẹ nhẹ. Nó dạng override chứ không phải distortion. Đó, nếu mà chúng ta muốn nó dè hơn chúng ta cứ vặn lên thôi, nhưng mà tôi đánh vừa vừa. Distortion vừa rồi tôi bật hết cỡ luôn á. Đó. Hết cỡ distortion luôn. Cho nên đây là nó sẽ ra được cái nhiều cái tiếng dè hơn. Rồi mình bật thử tiếng mình chạy một câu thử nào. Rồi mình kết hợp distortion với reverb xem nó ra cái gì không nào. Ok, rất hay. Tôi vặn thì tôi dừng to đi. Ok, mình kết hợp giữa distortion và reverb nó cũng sẽ ra cái sound tiếng nó cũng rất là ok. Rồi, cảm ơn anh chị em đã coi clip này. Nãy giờ tôi đã giới thiệu với mọi người một chiếc âm ly rất là xịn của Yamaha, có số hiệu là ITA 15, công suất của nó là 50W, hàng nội địa Nhật, điện 110 hoặc là có thể đảo nguồn 220, nó có hai chế độ rất là dễ. Rồi, hy vọng ai sở hữu chiếc âm ly tốt như thế này thì sẽ có hứng hơn trong tập luyện guitar và chơi guitar ngày càng giỏi hơn. Cảm ơn mọi người đã coi clip này, xin cảm ơn rất nhiều.